Hello mọi người, lại là mình Sunny Trang. Chào mừng mọi người đến với kênh Sunny Gaming. Ở đây thì trong thời gian vừa qua có một cái khu phố cổ Hội An rất là hot trend luôn. Nói chung là rất là nhiều bạn đã check in ở tại khu phố cổ Hội An. Và đây là một trong những cái ngôi nhà được dựng lên của một bạn, của một chị player. Và chị ấy xây rất là đẹp, xây rất là chi tiết, xây rất là giống thật luôn. Vậy thì cùng vào nhà của chị ấy để xem là cái khu phố cổ Hội An được dựng lên trong Play Together như thế nào nha. Ở đây cùng vào video thôi. Hồng Anh nè, một góc nhỏ Hội An. Hiện tại thì cái khu phố Hội An này rất là hot trên fanpage của Game Play Together á. Và mình đã rất là hóng chờ tới cái ngày có thể qua đây để review cho mọi người. Nhưng mà mình phải đi vào buổi đêm và mình phải qua bên tận châu Âu mới dám vào nhà của chị Hồng Anh được. Bởi vì là chị mình sợ mọi người vào đông quá nên là không có review được. Ở đây thì khi mà mới vào nhà á, mình cứ tưởng là chị làm ở nhà kiểu 54k hoặc là 36k. Nhưng không, chị ấy tạo nguyên cái thành phố Hội An qua cái đảo bầu trời nha. Đây là một trong những cái ngôi nhà mà Nhi không có sở hữu vì cái độ khó khi xây của nó, cũng như là nó không có cái vách ngăn ấy, không có những cái vách tường nên là rất là khó để đặt đồ. Nhưng mà chị Hồng Anh đã đặt nguyên một cái khu phố cổ Hội An vào trên cái đảo bầu trời này. Thì bây giờ chúng ta cùng khám phá xem là cái thành phố Hội An trong Play Together sẽ như thế nào nha. Đầu tiên là mọi người sẽ thấy hai cái hàng cây ở hai bên này, rất là nhiều cây luôn. Đây là lối vào của ngôi nhà nha. Rồi, chúng ta sẽ vào. Welcome to Hội An. Trời ơi, nhìn một cái là nhìn ra Hội An luôn á. Cái màu vàng đặc trưng, cái mái ngói đặc trưng. Có lẽ là mình đã hiểu lý do tại sao chị ấy lại xây ở bên khu đảo bầu trời rồi. Vì để mà xây được cái khu vực kiểu là ngoài trời và... Ui, chị Lê. Không ngờ luôn nhỉ. Sao có thể trùng hợp được như thế này nhờ? Vỗ tay cơ. Đôi Hội An không hiểu hoàn gặp. Đỉnh. Ừ nhờ. Rồi trời ơi, ừ nhờ, đi check in ở Hội An mà không mặc áo dài. Để tôi coi thử là tôi có cái áo dài nào khác không. Trời ơi, quên nhờ. Đúng là chị Lia rất là tinh tế. Chúng ta qua check in thì chúng ta phải mặc áo dài chứ. Nhưng mà mình có một bộ áo dài à. Hay là mặc bộ này nha. Một bộ này cũng kiểu của Việt Nam nè. Hoa sen rồi đó. Đúng rồi, mình có một cái mũ hoa sen mà kiểu bộ đồ của bộ đồ này luôn. Ở đây nè, đó. Băng đôi tiên nữ hoa sen. Oh wow. Trời đất ơi, quỷ thần ơi. Nó chuẩn bài rồi đấy. Ôi nha, mà giờ mới để ý nha mọi người. Đây mình sẽ nói lại là tại sao chị Hồng Anh chị lại xe ở bên cái đảo Kaya. Cái đảo bầu trời. Là bởi vì để mà xây được cái cảnh mà ở Hội An á, thì đồng nghĩa với việc là phía trên phải là cái kiểu bầu trời đúng không. Tại vì cái đường phố Hội An thì người ta đặt trưng là cái con đường đi giữa những cái hàng nhà phố cổ á. Thì nếu mà xây ở bên nhà 36K hay là nhà 54K thì mọi người sẽ phải xây thêm cái khu vực kiểu tạo xe cho nó giống đùa đường phố. Nhưng ở cái nhà đảo bầu trời thì đã có sẵn cái bầu trời cho mọi người luôn. Đấy, nó sẽ kiểu tối hay sáng hay đêm là nó sẽ xuất hiện theo kiểu thời gian thực ở trong game luôn. Thành ra là xây ở đây là một cái sự lựa chọn chính xác. Chị Hồng mình rất là thông minh luôn. Và khi mọi người mới bước vào nhà, mọi người sẽ thấy đó, chị Hồng Anh đã dùng những cái hoa để mà kết thành một cái hình Việt Nam, bản đồ Việt Nam. Và đặc biệt là có Hoàng Sa Trường Sa đó nha mọi người. Trời ơi, cái nút vỗ tay đâu nha. Quá là xuất sắc luôn mọi người ơi. Đó, phía trước này là mọi người sẽ thấy chữ Welcome to Hội An. Có một chiếc xe đạp rất là đặc trưng luôn của phố Hội An luôn mọi người. Có ghế ngồi để mọi người check in ở đây. Đó, tới đây chụp ảnh rồi chụp trẹt rồi nha. Và chúng ta sẽ đi từ bên trái qua ha. Nếu mà bật đèn lên thì chắc chắn là sẽ xinh hơn. Đây, mọi người sẽ thấy là ở đây sẽ có một chiếc xích lô. Trời ơi, cái chiếc xích lô này hồi trước á mọi người, mình không có kịp mua luôn ấy. Chị tôi đang đi check in đó mọi người. Trời ơi, đi vô review cái gặp partner nha. Ở đây mọi người sẽ thấy có một cái cửa hàng gì đây. Bánh mì Phượng đúng không? Bánh mì Phượng đúng không? Đúng không, bánh mì Phượng. Yêu ơi, ai tới Hội An thì mọi người sẽ biết là bánh mì Phượng rất là nổi luôn. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái cửa hàng bánh mì Phượng nha. Yêu ơi, đỉnh của chóp mọi người ơi. Trời ơi, nó gọi là nó chi tiết tới từng cái kiểu quán hàng ăn luôn nè. Mặc dù trong này bán bánh mì hot dog nhưng mà thôi, chúng ta cứ tưởng tượng là đây là bánh mì Phượng đi ha. Có bàn ghế ngồi trong này nữa.
Quá là chuẩn luôn. Rồi, tiếp theo, cửa hàng tiếp theo là cửa hàng gì đây? Cửa hàng tiếp theo là một cái tiệm áo quần nha mọi người. Ôi, ui, bán trang phục Việt Nam nha. Đây là bộ đồ lân của Việt Nam bán nè. Đó, trong này là cửa hàng áo quần nè nha. Có chỗ để mọi người tháo quần, thử áo quần. Chỉ có mua cái gói cái gói này bán bằng tiền, mình không có nhớ rõ tên, nhưng mà đại khái nó là cái kiểu mà phòng thay đồ của mấy cái nhà giàu á mọi người. Đây này có rất là nhiều kệ nha. Đây, bộ đồ lân nè, áo Việt Nam nè, áo bà ba nè. Trời ơi, có áo bà ba nữa. Wow, một cửa hàng đặc trưng Việt Nam luôn. À, và có tầng 2 nữa, nhưng mà chúng ta không có đi lên được mọi người ơi. Mình ở dưới là mình sẽ thấy có tầng 2 nè, đâu rồi. Đây nè, đó, trên tầng 2 mọi người thấy không? Có tượng bộ áo dài Việt Nam đó. Ui, chị chủ nhà, chị chủ nhà, chị chủ nhà đã vô vô rồi mọi người ơi. Ui xịn, ui landing xịn ngay. Coi nè, trời có pháo hoa nữa mọi người. Xịn 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 xịn. Rồi 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 rồi, ok ok ok, em tiếp tục đây. Trời ơi, lên đèn có khác mọi người ơi. Trời ơi, lên đèn là wow, Hội An của tôi đây rồi. Trời ơi mọi người, tôi không có đếm được là mỗi năm á là tôi vô Hội An bao nhiêu lần đâu. Tại vì ở thực ra ngoài đời tôi cũng rất là mê Đà Nẵng, mê Hội An á mọi người. Cái chỗ tôi ở là Huế, nó sát rạc Hội An luôn. Thành ra tôi đi Hội An cũng vài lần một năm đó. Thì đây, chúng ta đang được chứng kiến Hội An phiên bản Play Together. Trời ơi, tôi hạnh phúc quá mọi người ơi. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục tới với một cái tiệm bánh ngọt. Bánh ngọt Hội An. Ở Hội An tôi chưa ăn bánh ngọt bao giờ mọi người. Tôi rất là ít ăn hàng quán kiểu trong Hội An. Đa phần là tôi hay đi dạo thôi mọi người. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái quầy bánh ngọt nha mọi người. Ở đây bán gì? Kẹo bông gòn Sugar Drop. Và trong này sẽ có tiệm bánh ngọt. Nói chung là mọi người có thể vào quán để mà ngồi ăn cũng được. Đó, trời ơi, trong này còn có kiểu wow, có chỗ ngồi đàng hoàng nha. Bàn hai người ngồi một bên rồi này kia. Bánh sinh nhật quá trời luôn nè. Wow, ở bánh sinh nhật này đâu ra vậy ta? Mình có không? Không nhớ luôn á. Ở trong này là cái tiệm bánh nhỏ để mà người ta làm bánh nè, người ta bán bánh nè, bánh ngọt, bánh sinh nhật, bánh mặn đều có cả nha. Trời ơi, xịn quá. Tức là không có phải chỉ ở ngoài không nha, mà chế còn xe ở bên trong từng cái chi tiết một nữa, rất là kỹ luôn. Tiếp theo là một cái căn gì đây? Giống tiệm trà quá hả? Tiệm trà đúng không? Hay là tiệm ăn sushi? Sushi nha mọi người ơi, bên ngoài không có tên nhưng mà đi vô một cái là biết tiệm sushi liền. Vì sao? Vì cái cửa lùa quá là Nhật Bản luôn. Đây chúng ta sẽ có, đó, chỗ để mọi người ngồi ăn sushi nè. Wow, ui, bên này còn có quầy sushi băng truyền nữa. À không phải băng truyền nhưng mà quầy bar nha. Ngồi đây là sẽ được kiểu là nhìn những cái đầu bếp chế sushi mà kiểu trực tiếp luôn á mọi người. Ê, thật ra đọc là sushi hay là sushi nhà tôi cũng không biết nữa. Rồi lên tầng 2 còn có tầng 2 nữa. Ui là trời quá trời rồi. Đây nè, tầng 2 là có gì? Có chỗ để phát nhạc hả? Uống trà hả? Ủa đi qua được không? Ui đi qua được nha. Trời ơi đi qua được nha. Đây còn có tầng 2 mà ngoài trời nữa. Chị ơi, đỉnh quá chị ơi. Trời ơi, tầng 2 ngắm được quang cảnh phía dưới nữa. Ô, bên kia còn có đá hoa sen hợp với cái bộ đồ tuất của tôi hen. Nè, hợp hen. Trời ơi, quá xuất sắc luôn á mọi người nè. Ngắm nhìn được phố cổ Hội An nữa. Bên kia cũng có tầng 2 kìa. Xuống lại check in tiếp. Và quan trọng là mọi người có thể kéo cái rèm này xuống để mà mọi người che lại cái phần ở ngoài. Cũng rất xịn luôn nha. Rồi mình sao mình kéo không được nữa rồi. Rồi đó, thấy không? Trời ơi, xuất sắc quá chị ơi. Bên này còn có, à bên này là kiểu cái chỗ để mà mọi người xin thư pháp hả? Đó, xin thư pháp nè. Rồi kiểu uống trà nè. Ui, có lương. Rồi chỗ này kiểu là để xin lộc đầu năm, xin chữ, xin tên rồi này kia đó. Nó rất là kiểu truyền thống luôn nha mọi người. Rồi tiếp tục là một cái khu vực trà chanh giả chân. Ủa khoan, mình nhớ là cái mớ hết là trà chanh giả tay mà đúng không? Giả chân thì nghe có vẻ cũng không chắc là người ta cũng đảm bảo vệ sinh đó mọi người. Ừ, đó có thay cái quầy trà chanh bán ở ngoài nè. Không thì mọi người có thể vào quán đi uống, cứ trong có chỗ ngồi cho mọi người luôn. Yêu ơi, quán nào cũng có chỗ ngồi cho du khách hết mọi người, rất là tâm lý luôn á. Bên này chúng ta sẽ có cái quầy ui bánh kẹo nha mọi người.
cái khu vực này vòng luôn đằng sau được. Không, thật ra đây là cái tiệm bánh kẹo mà nó thông với cái tiệm trà chanh Giả Chân. Đây, tức là hai cái tiệm này thông nhau nhưng mà nó là mặt kia của phố Hội An. Thì lát nữa mình sẽ quay qua lại nha. Đây, cái chỗ này là có phố cổ Hội An nè. Ủa rồi làm sao lên tầng 2 được hay vậy? Để tôi khoan, để tôi xem tìm hiểu sao được lên tầng 2 hay vậy trời. À, không lẽ là phải lên bằng ngã này hả ta? Tôi không biết là cái tầng 2 này lên bằng ngã nào nên là tạm thời tôi lên bằng ngã này thử coi ha mọi người. Ý là mặc dù không có lên được nhưng mà nhìn ở ngoài là vẫn có thể vào được đó mọi người. Đây, leo bằng cái bên tiệm sushi qua thì mình vẫn có thể qua được. Và ở đây cũng sẽ có một cái tầng 2 để mọi người ngủ trà chanh. Và mình rất là thích cái phần xây kiểu mà tầng 2 của cái tiệm trà chanh này luôn á. Mọi người xem này, nó rất là thời thượng nha. Hình như cái này là nó của cái mọi người đi nhặt quả xôi đúng không ta? Mà mình không đổi được nha mọi người. Hình như là vậy. Hình như là cái này của cái gói đó mà mình không có mở được nha. Ở mọi người có thể vào tầng 2 ở đây. Xong rồi bên trong này thì tức là không có cái đường để đi lên từ cái tiệm trà chanh, mọi người phải leo bằng tầng bên kia nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp tầng bên này nha. Trà chanh Giả Chân. Lại gặp chị Lia rồi ha. Đi gặp người quen không à. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Ở đây sẽ có một cái đường để dẫn qua đường kia, nhưng mà mình sẽ khám phá hết cái khu bên này rồi mình sẽ qua nha. Bên này là có một cái tiệm cà phê đúng không? Tiệm bot, trời ơi, mình sẽ phải kiếm cái ảnh mà mình đi cà phê, mình đi Hội An mình uống nước mót cho mọi người coi. Thì ở đây á, là kiểu sao ta, cái nước mót ở Hội An này là nó hot quá trời hot rồi. Không có ai mà đã từng đi Hội An thì chắc chắn là đã từng uống nước mót. Nước mót là một cái loại nước kiểu nó giống nước trà mà nó cũng giống nước chanh. Nói chung là nó, mình cũng không biết diễn tả, mình không biết diễn tả mùi vị như nào, nhưng mà cái nước mót nó rất là nổi ở Hội An nha. Ai tới đây cũng xếp hàng để mua hết. Chắc là chị Hồng Anh đã đi Hội An cũng phải trên dưới 5 lần thì chắc mà tưởng tượng ra được những cái chi tiết một ở trong Hội An nhờ. Eo, đẹp lắm luôn á mọi người. Bên này có chỗ để ngồi nè, trong này là tiệm cà phê nha, vừa bán nước mót vừa có tiệm cà phê. Phòng vệ sinh hả? Có bồn tắm nhưng mà không có bồn vệ sinh. Uống cà phê xong đi hộp xong hơi nha. Bên này cũng có tầng 2 luôn mọi người. Eo, quầy nào cà phê nào cũng có tầng 2 hết, xịn quá. Ngồi đây có lan can nhìn phố cổ Hội An cũng thơ mộng lắm nè. Đây nha. Toàn cảnh cái khu đầu tiên của phố Hội An. Trời ơi, đẹp xịn quá chị ơi. Bên này còn có một khu nữa hả? Bên này là cái chỗ để mọi người check in á, đèn lồng nè. Tiệm này là chắc là tiệm sách đúng không? Hay là tiệm chăm thuốc cưng hả? Rồi chỗ để mọi người ngồi chờ, chắc là đây là ban quản lý hả? Chỗ để ban quản lý ngồi họp các thứ đúng không? Đây là cái khu vực đầu tiên của khu phố Hội An. Bên này là cái khu vực thứ hai. Thì khu vực thứ hai này mọi người đi vào cổng, mọi người có thể rẽ phải luôn, hoặc là mọi người có thể đi như mình. Tất cả những cái cửa hàng ở đây nó đều thông với cái đường bên kia mọi người ơi, nên là mọi người có thể qua bằng cách nào cũng được. Bây giờ mình sẽ qua bằng cái đường này nha. Thì với cái đường này á, cái tiệm đầu tiên mà mọi người thấy từ cuối hành lang á là một cái chỗ bán hoa nha, có lều nữa mọi người ơi. Để mọi người vô đây mọi người nghỉ ngơi hả? Wow, thật là tâm lý. Đây, ở trong này rất là nhiều cây cỏ nha. Và đây là tiệm bán hoa, mọi người có thể ghé vào đây để mua cây, mua hoa về. Rất là nhiều hoa luôn nè. Bên này là cái tiệm bánh kẹo. Đây, mọi người đứng đây mọi người có thể thấy toàn cảnh hơn. Đó, một cái tiệm bánh kẹo mà lúc nãy nó thông với cái tiệm trà. Rất hợp lý nha, uống trà xong vô ăn bánh kẹo luôn, hoặc là ăn bánh kẹo xong uống trà. Không phải là tiệm gì kết hợp với tiệm gì cũng được đâu nha. Rồi, tiệm tiếp theo. Bên này thì có máy bán kẹo bông. Máy bán kẹo bông bên cạnh nó có một cái xe đạp. Xe đạp tình yêu. Rồi tiếp theo là cái quầy bán cá viên chiên các kiểu, thịt xiên, bánh cá các kiểu. Và nó thông với cái phòng mà lúc nãy mình gọi là để đọc sách, hay là có khi là cái chỗ này là để ban quản lý họ người ta ở mọi người đó. Nói chung là tất cả những cái cửa tiệm ở đây nó đều thông với nhau, và nó đều tạo ra cái đường lối của phố Hội An á mọi người, rất là đặc trưng luôn. Và đây, cái khu vực mà không thể không kể đến ở phố Hội An đó chính là rất là đặc trưng của Hội An. Tới Hội An mọi người sẽ được đi thuyền rồng, nếu như mọi người muốn lên thuyền rồng và thả đèn hoa đăng nha, thì chắc chắn là những cái đèn dâu ở đây nó tượng trưng cho đèn hoa đăng đó mọi người. Trời ơi, chuẩn từng chi tiết luôn á mọi người. Và đây, chùa cầu nha. Chùa cầu rất 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 là hot của phố cổ Hội An. Đây nha mọi người, chùa cầu. Trong này có một cái miếu thờ nữa nè. Eo, chuẩn lắm luôn ấy mọi người ơi, không có lịch đi đâu được luôn á. Đó, từng cái chùa cầu mà cũng có làm luôn cả cái phần miếu thờ là mình thấy trễ quá là chi tiết luôn.
đây, mọi người đứng từ xa mọi người sẽ thấy cái trụ cầu nó rõ hơn đó, cái trên nó có con rồng đó kìa mọi người. Ui, xuất sắc chị ơi. Và đó là tất cả những chi tiết trong phố cổ Hội An phiên bản Play Together. Chị ơi quá xuất sắc luôn, em phải cộng nhiều respect cho chị quá. Ngưỡng mộ tài năng xây nhà của chị quá chị ơi. Trời, đây là chủ nhà nha mọi người, chị Hồng Anh đó. Đây là khu phố cổ Hội An phiên bản Play Together, rất chuẩn, rất chỉnh, rất là giống từng chi tiết. Và mọi người nhớ là phải nha chị tham quan nha, để được chiêm ngưỡng một cái nội thất rất là hoành tráng và đẹp như thế này, lộng lẫy lắm luôn đó mọi người. Và nhớ vào đúng cái thời điểm mà chị ấy đang ở nhà để chị ấy có thể bật đèn lên cho mọi người xem. Hoặc là mọi người có thể vào cái khu phố cổ Hội An ở bên ở khu vực Việt Nam thì mọi người sẽ thấy là rất là đông người vào tham quan luôn. Mọi người vào nhà lúc chị mở tiệc thì mọi người nhớ thả sao nha, và nhớ tiêm cho chủ nhà nữa nha. Ôi, trời ơi, bên phố Hội An của phiên bản Việt Nam, ý là bên má Việt Nam của nhà chị á, là nó đông tới cái độ không thể nào vào được luôn mọi người. Tôi phải spam nãy giờ mới vào được đó nè. Trời ơi, nó đông như trại hội luôn. Trời ơi, nó đông thế nha. Éo ơi, tôi tưởng đâu là tôi đi trải hội tới nơi rồi. Trời ơi, đông này. Éo ơi, đông thế nha. 60 người ở đây hiện gì mà nó đông mọi người ơi. Tại sao mọi người ơi, nhớ vô là nhớ thả sao nha. Chị Hồng Anh mà đang mở tiệc mọi người nhớ thả sao nha. Rồi, tất cả những bạn ở đây trong cái lúc mà tôi vô nhà chơi là mọi người sẽ được lên đi gì. Trời ơi, quá xịn, vỗ tay. Mang Nhi về cho mọi người. Vỗ tay. Chào mọi người đã xem video đến đây. Đừng quên để lại cho Nhi một like và nhớ bấm nút đăng ký để xem Mang Nhi sầm xí gì nha. Tạm biệt mọi người. Sayonara. Mata ne. Wow, xinh quá.